Thì Dương xin kính chào quý vị ha. Tôi để hai cái tay ở đây, tôi không có quơ tay múa chân nữa. Nhiều khi làm chương trình mình phải múa tay múa chân, có nhiều người nói làm mà tay chân cứ múa múa khó chịu. Tôi để cái tay vậy luôn, tôi không múa nữa. Thì Dương có coi một cái video của hai vợ chồng có tên là Gốc của Hằng. Thì hai vợ chồng này cũng là blogger nổi tiếng ở tại Việt Nam quý vị. Thì hai vợ chồng này làm nghề là kinh doanh yến. Thì mấy hôm nay thì thấy Facebook nó có đề xuất, thì hai vợ chồng cũng đang đến Úc chơi và cái mục đích là đến Úc để mà ngắm tuyết rơi đó. Thì từ Việt Nam sang Úc thì nó gần lắm. Thì khi mà Thùy Dương xem cái video của hai bạn này, nó làm cho Thùy Dương nhớ lại cái khoảng thời gian 7 năm trước khi mà Thùy Dương đến Na Uy. Thì Dương đến Na Uy vào tháng 6 năm 2016 quý vị, đó là mùa hè. Thì Dương rất là mong chờ anh chị, tại từ nhỏ tới lớn sinh ra ở Long An. Mà miền Nam thì có bao giờ mình thấy tuyết đâu, mình mơ ước lắm. Ngày xưa ở Việt Nam mình mơ ước, ôi ước gì một ngày nào đó mình thấy tuyết rơi á. Nhưng mà Việt Nam mình, miền Nam thì làm gì thấy tuyết. Mà mình muốn thấy tuyết á, thì mình phải ra miền Bắc. Mà miền Bắc á, thì người dân ở ngoài đó thì tuyết rơi lạnh cóng, không có quần áo, trâu bò còn chết nữa, nói chỉ là người, thì mình thấy nó buồn quá đi. Mình cũng không có hứng thú để mình đi nữa. Cho nên khi mà đặt chân đến Na Uy á, là mong chờ đến mùa đông để mà mình ngắm tuyết rơi. Chờ ghê là chờ cái cảm giác đó, sau này thằng Hùng nó qua, nó cũng y chang như Thùy Dương vậy. Nhưng mà cái năm 2016 á, là tuyết rơi sớm, thì Dương nhớ là đâu khoảng là cuối tháng 10, đầu tháng 11 là tuyết rơi. Khi mà đang ở trong, lúc đó mới qua là làm sushi quý vị, đang ở trong nhà hàng làm sushi, không có để ý. Thì người nhà của Thùy Dương mới gọi Thùy Dương ra coi tuyết rơi kìa. Đó, thì cũng người nhà cũng tâm lý hiểu được rằng là một cái người từ Việt Nam mới sang á, thích được nhìn ngắm tuyết, cho nên kêu Dương chạy ra Dương coi tuyết. Trời ơi, cái cảm giác đó đó anh chị, nó khó tả lắm anh chị, nó lạ lùng lắm, nó đặc biệt lắm. Cái cảm giác, tại vì từ từ nhỏ tới lớn á, mình chưa bao giờ mình được nhìn thấy tuyết rơi hết, cho nên lần đầu mình đứng trong tuyết, mình nhìn lên trời, mình thấy tuyết nó rơi từ ở trên trời rơi xuống, nó lạ lùng, nó giống như có một cái phép nhiệm màu, một cái sự thần kỳ nào đó. Mình đứng mình ngửa mặt lên trời và đó, cho những cái hạt tuyết anh chị nó rơi, nó rớt trên mặt mình được, nó tan ra. Rồi một hồi sau nó tuyết nó rơi, nó phủ trên mặt đường, cái mình chạy ra mình gom, mình cái tay của mình chạm được trên cái tuyết anh chị, mình gom thành cục cục lại nè. Mình thích chơi với tuyết lắm, tại đó là lần đầu tiên, lần đầu tiên cho nó cái cảm giác của nó trời ơi, mình sướng gì đâu mà sướng, sướng ghê lắm. Thì bây giờ á, thì Dương mở cái video này lên cho các bạn cùng coi. Đây là cái tâm trạng của những người Việt mà ở tại Việt Nam, mà dân miền Nam á, khi đi ra nước ngoài nó có chung cái tâm trạng y chang như vậy. Và thậm chí những người mà xem Thùy Dương họ cũng ước gì hết lắm, ước gì một lần được chạm tuyết, được đi trong tuyết. Nhưng mà ở đây thời gian thì các bạn sẽ cảm giác các bạn sẽ chán nó, tại vì nó sẽ làm cho bạn lạnh và khó chịu. Nhưng mà nghe cái bạn này chia sẻ nè. Được một lần trong đời được vui mình trong tiết trắng, được ngắm nhìn khu rừng trắng xóa và cảm nhận cái lạnh giá tê tê trên đầu sống mũi, bà Hằng đã lựa chọn đến Úc vào mùa hè để chạy trốn cái nóng của Sài Gòn và cảm nhận sự khác biệt ở một vùng đất khác. Úc có thì nghịch mùa với Việt Nam mình, nên nếu mà mọi người muốn ngắm tuyết rơi á thì hãy tới Úc vào tháng 6 tới tháng 8 nha. Nhưng không phải ở đâu cũng có tuyết đâu. Tụi Hằng phải mất hơn 6 tiếng để di chuyển từ thành phố Melbourne lên đỉnh núi Buller. Hôm nay trời mưa, nhiệt độ xuống khá thấp nên chắc chắn tuyết sẽ rơi rất là nhiều. Mọi người nhớ mang theo quần áo, giày và găng tay chống thấm nước. Nếu mà không có thì trên đường lên núi mọi người cũng có thể ghé để thuê đồ nha. Vừa tới chân núi, Hằng đã bắt gặp những bông tuyết đầu tiên đọng lại trên cành cây rồi. Bức tranh thiên nhiên hùng vĩ với rừng cây trắng xóa, giống như trong các bộ phim bắt đầu rõ nét. Mọi người không biết là Hằng xúc động đến mức nào đâu. Đây là lần đầu tiên trong suốt những năm tháng trưởng thành, Hằng có thể vứt bỏ hết mọi thứ trong đầu để hòa cùng với thiên nhiên. Không con cái, không công việc, không có những lo toan của cơm áo gạo tiền. Ở một đất nước khác, một khí hậu khác, một văn hóa khác và một tần số rung cảm khác, Hằng thấy như tâm trí mình được nhẹ bẫng đi. Có thể sau chuyến đi, Hằng sẽ phải quay về với cuồng quay của cuộc sống thường nhật, nhưng chắc chắn là sẽ tràn đầy năng lượng hơn, vì thiên nhiên luôn là liều thuốc chữa lành tâm hồn hữu hiệu nhất, và vì đi xa là để trở về mà, đúng không mọi người? Đó, đó là cái tâm trạng của người Việt mới ra nước ngoài. Đó là tâm trạng của Thùy Dương 7 năm trước. Và khi mà Thùy Dương làm livestream đó quý vị, thì nhiều người ở trong nước quá thích thật. Cái cảm giác của người Việt ở trong nước, họ họ cảm nhận được, cái họ hiểu được cái cảm xúc của Thùy Dương.
Nhưng mà những người Việt mà họ ở nước ngoài lâu năm ấy, thì họ cảm thấy Dương bị khùng. Họ thấy Dương không có bình thường. Tại vì lúc đó là Thùy Dương đến Na Uy và họ biết Thùy Dương đến đây để định cư. Thế tự nhiên ở Na Uy có con nhỏ nào khùng khùng điên điên vậy? Người ta sợ tuyết gần chết, tự nhiên có con nhỏ trong Việt Nam đi ra chơi tuyết rồi lấy tuyết giò thành cục rồi hả, mình còn chụp hình còn nói tuyết đẹp ghê rồi này kia nọ. Thì lúc đó là Thùy Dương gần như là bị phản ứng rất là nhiều từ những người sống ở đây. Thì một thời gian sau họ theo dõi thì họ thấy những cái việc của Thùy Dương làm, ví dụ như Thùy Dương quay đường xá, quay quang cảnh ở bên đây thì bắt đầu họ mới hiểu ra. Thật sự đó, anh chị thấy không? Và cái video này của bạn làm là tới Dương thấy là gần nửa triệu người họ họ xem. Và những cái video này của hai vợ chồng anh chị làm rất là nhiều người coi. Những người Việt trong nước và đi ra nước ngoài á, thì thường thường khi họ chia sẻ nó làm cho những người trong nước họ chú ý nhiều hơn. Tại vì những cái đó là những cái cảm xúc mà những người Việt ở trong nước họ muốn biết là lần đầu tiên họ tiếp xúc với lại tuyết như thế nào. Đó là cái cảm xúc của những người Việt ở trong nước, hoặc là họ sống những cái vùng mà không có tuyết rơi, cảm giác sướng lắm. Nhưng trong cái video ngày hôm nay thì Duy muốn nói thêm một cái đề tài nữa. Thì cũng qua cái video của hai vợ chồng bạn này luôn quý vị, thì nó làm cho Thùy Dương nhớ lại một cái điều nữa. Thật sự đã có nhiều cái đề tài để Thùy Dương làm nhưng mà Thùy Dương quên. Cái đó là anh chị biết không? Lần đầu tiên mà khi Thùy Dương đến các cái siêu thị của Na Uy, Thùy Dương mua một cái loại nước ngọt. Nước ngọt mà Việt Nam mình gọi là nước cam đó. Trời ơi, khi mà mua cái chai nước cam của Na Uy uống anh chị, mà mình nhớ là cái vị nước cam của Việt Nam, trời ơi, nó khác một trời một vực luôn. Cái nước ngọt ở Việt Nam uống nó nhạt nhẽo mà cái ga nó không ngon, mình cảm giác nó đường không mà nó sao sao á, nó không có ngon gì hết á. Mà cái nước cam ở bên Na Uy uống vô trời uống tới đâu mà lâng lâng nó sướng tới đó. Thì trong cái video của hai vợ chồng bạn này đi khi đến Úc á, thì các bạn có cầm cái chai Coca-Cola lên các bạn uống. Thì Dương mời quý vị coi cái video mà hai vợ chồng này có review khi mà uống cái chai Coca-Cola nè. Chai Coca trị giá 6 đô tại Úc nè, họ 6 ở đô Úc là tầm khoảng 96 ngàn Việt Nam. 6 đô nghe nó nhỏ lắm. 96 ngàn Việt Nam. 96 ngàn tiền Việt Nam. Đó, ở Việt Nam thì tầm khoảng 10 ngàn thôi. Có nghĩa là em uống một chai này là bằng 10 chai Việt Nam. Đó. Nói chung là thèm dữ lắm mới dám uống. Nhưng mà đây qua quá mới đắt. Không biết có ngon không nha. Ồ, 96 ngàn một chai, giống như uống con ba luôn. Bạn chai bia ở quán bà. Bạn chai bia không? Có hơn bia không? Ngon, ngon hơn. Tại vì nó mắc tiền ngon. Ngon hơn ở Việt Nam. Ngon hơn Việt Nam. Nhưng mà nó gấp gấp 10 lần đó. Nó mắc tiền nó mới ngon. Gấp 10 lần đó. Nếu mà ngon hơn thì gấp 2 đi, sao gấp. Mắc tiền nó ngon, mua rẻ quá không ngon. Ngon hơn Việt Nam nhiều luôn á, em muốn thử nè. Em muốn ngon. Đúng không? Ngon hơn đúng không? Nó, đúng rồi chị, nó ngon mà mình không biết nó ngon chỗ nào luôn á. Thế là mình cảm nhận là nó ngon hơn. Ngon hơn tại vì nó 100 ngàn mẹ. Nhưng mà ý là vừa vừa tiền, ví dụ như ở bên Việt Nam mình 10 ngàn, ở đây 20 ngàn thôi là cũng được rồi đúng không? Đúng không? Rồi Việt Nam mình rẻ, Việt Nam mới đỉnh, Việt Nam mới đỉnh. Nhưng mà để mà em bỏ ra 96 ngàn để em mua tiếp là tục một lon coca. Thôi em nhận em về Việt Nam em uống. Em nhận em về Việt Nam uống. Là như vậy nè, hồi xưa là biết sao không? Thằng Mỹ nó quăng cái lon uống còn á. Là bắt đầu mình mới bơi ra mình lụm cái lon để mình lấy cái lon mình về mình múc nước mình sử dụng, thì anh cái mùi mà coca nó còn lại là uống y như vậy. Nhưng mà nó khác với coca Việt Nam mình nó khác, không biết sao mà uống nó khác. Ngon. Giờ Việt Nam mình làm khác rẻ hơn cho phù hợp với thu nhập của người Việt Nam. Đúng rồi, y chang cái mùi này luôn. Hồi đó có mấy Mỹ nó quăng xuống còn lại chắc hết quá chắc rồi. Thành khoái anh, thành khoái rồi. Không uống đã đi. Khoái rồi, uống nhưng mà uống một lần lấy thôi nha, tôi không cho uống nữa đâu nha, mắc quá nha ông Thành. Tiết kiệm tiền nha ông Thành. Thì trong cái nội dung của video này thì các bạn nói rằng là cái vị của cái chai Coca-Cola rất là ngon và nó khác với cái vị Coca-Cola tại Việt Nam. Tuy nhiên là nó mắc hơn. Khi mà các bạn đi du lịch đó, các bạn mua, các bạn tính từ tiền Việt Nam đồng ra tiền đô la Úc, các bạn bị sốc, các bạn chịu không nổi. Tại vì cái tiền của các bạn kiếm được là cái tiền Việt Nam đồng. Đó. Và từ tiền Việt Nam đồng các bạn đi qua bên Úc, các bạn du lịch, thì để mà các bạn mua một đô Úc thì các bạn phải bỏ tới 16.000 Việt Nam đồng để mà có một đô Úc. Thì cái chai Coca-Cola mà các bạn uống trên tay thì có người nói là mua quy ra Việt Nam đồng là 96 đô. À, 96.000 Việt Nam đồng tương đương là 6 đô la Úc. Thì hai vợ chồng này cũng thuộc dạng là dân đại gia ở tại Việt Nam, cũng là dân có tiền. Nhưng mà quý vị nghe không, hai vợ chồng mà có nghe cái video của Thùy Dương thì cũng thông cảm, đừng có buồn ha, tại Thùy Dương phải phân tích theo cái góc độ về kinh tế.
Thì anh chỉ biết rằng là khi mà từ Việt Nam mà mang tiền ra nước ngoài đi du lịch, các bạn chịu không có nổi đâu. Có nhiều người nói như vậy nè, trời ơi, bây giờ Việt Kiều ở nước ngoài về họ thua Việt Cộng nữa, thua Việt Giang nữa, là cái câu nói giỡn, câu nói đùa. Có nghĩa là họ nói người Việt ở trong nước rất là giàu. Thì anh chỉ biết bây giờ ở trong, ví dụ như Thùy Dương ở Na Uy nè, Thùy Dương mà sở hữu, Thùy Dương có cái số tiền dư 1 triệu tiền Na Uy đó, là cái số tiền đó nhiều rồi. 1 triệu tiền Na Uy tính ra Việt Nam đồng thì khoảng 2 tỷ mấy anh chị, 2 tỷ 6, 2 tỷ 7 gì đó. Không, 1 triệu chỉ là 1 triệu thôi. Còn trong khi quý vị thấy là 1 triệu Việt Nam đồng nó có giá trị hết, nhưng mà 1 triệu tiền Na Uy nó tương đương là 2 mấy tỷ Việt Nam đồng. Anh chị thấy nó khác không? Nó khác dữ lắm. Thì khi mà chúng ta mang, chúng ta kiếm tiền tại Việt Nam mà chúng ta đi du lịch, là chúng ta chỉ có nước xỉu, từ xỉu tới xỉu thôi. Tại vì ở những cái quốc gia như ở tại Na Uy này, để mua một corona của Na Uy thì người Việt Nam ở trong nước đi ra phải bỏ 2.600, 2.700 để có một corona. Thì khi mà anh chị qua Úc, anh chị muốn đổi để lấy một đô Úc thì anh chị phải bỏ ra tới là 16.000 Việt Nam đồng để anh chị có một đô. 16.000, mình tập trung với cái con số để quý vị sẽ thấy khác. Cho nên một chai Coca-Cola ở Việt Nam các bạn mua chừng khoảng là 10.000 đồng, nhưng mà khi qua Úc á, thì các bạn bỏ ra 96.000 Việt Nam đồng để các bạn mua cái chai đó. Nhưng ở Việt Nam nếu mà tính cái mức lương của người lao động trung bình á, ta tôi nói một người lao động trung bình thôi, thì phải làm nửa tiếng đồng hồ mới mua được một chai Coca-Cola. Mà cái vị của Coca-Cola uống rất là dở, uống không có ngon. Có người vậy, trong cái video này hai vợ chồng có nói là họ phải pha, họ phải hạ, làm giảm cái chất lượng của sản phẩm xuống để hạ cái giá thành, quý vị nghe không? Còn cái chai Coca-Cola ở tại nước ngoài, có nơi bán, vô cửa hàng đó thì nó bán, vô nhà hàng nó bán 5 đô, 6 đô. Nhưng mà nếu mà đi vô trong siêu thị anh chị mua thì tôi chắc nó sẽ rẻ hơn, nó không có giá đó đâu. Ví dụ như ở tại Na Uy, người ta vô, mình vô những cái siêu thị mình gọi là cái gì anh chị, tạp hóa, những cái bán những cái sản phẩm đồ ăn nước uống đồ á, thì siêu thị là nơi bán đồ rẻ hơn so với tại nhà hàng hoặc ngoài cái cửa hàng bán nhỏ lẻ. Cho nên cái giá bán trong siêu thị nó sẽ khác hơn cái giá bán trong nhà hàng đó, tại vì cái việc đánh thuế sản phẩm nó khác nhau giữa siêu thị và nhà hàng. Thì ví dụ như chai Coca đó, anh chị vô trong siêu thị anh chị mua 3 đô gì đó, nhưng mà khi mà anh chị vô nhà hàng thì anh chị phải mua 5 đô, 6 đô. Thì vợ chồng này mua cái chai nước ngọt này có thể mua ở trong cái nhà hàng ăn uống đó. Cho nên khi mà quy ra thì nó có cái giá là 6 đô Úc. Nhưng mà ở tại Úc á, một giờ làm của họ là bao nhiêu? Đó, mình phải tính ra cái chỗ là một giờ làm của Úc là bao nhiêu tiền. Vậy thì một cái chai mà Coca-Cola họ mua 6 đô, vậy thì họ phải trả bao nhiêu tiền? Thì khi tính như vậy mới chính xác. Còn hai vợ chồng này là tính theo kiểu là hai vợ chồng này là khách du lịch, mang tiền Việt Nam đổi ra đô la Úc để đi du lịch, thì dĩ nhiên là bị sốc chịu không nổi. Thì Dương thấy dễ thương ở chỗ là các bạn này nói thôi, uống một chai thôi nha, đi về Việt Nam uống, chứ tôi không cho uống nữa đâu, tại mắc quá. Và trong khi anh chị là họ là những người có tiền ở tại Việt Nam và họ có cái điều kiện sống tốt hơn những người dân thường. Rồi, tại sao Thùy Dương làm cái video này? Khi mà người Việt của chúng ta hoặc là người ngoại quốc đến từ những cái quốc gia như Anh, Úc, Canada, những cái quốc gia mà có nền kinh tế phát triển đó quý vị, thì họ mang tiền của họ đến Việt Nam họ xài, thì dĩ nhiên họ sẽ cảm thấy rất là sướng. Như Thùy Dương đi, Thùy Dương ở tại Na Uy nè, Thùy Dương kiếm tiền, Thùy Dương mang qua Pháp, Thùy Dương xài, Thùy Dương khoái lắm. Tại vì nếu mà so về hàng hóa đó anh chị, thì đối với Thùy Dương là khi qua Pháp Thùy Dương xài nó rẻ hơn ở tại Na Uy. Thùy Dương nói là Thùy Dương sướng, chứ Thùy Dương không có nói người Pháp sướng. Mình không thể nào nói là ôi ở Pháp đồ rẻ lắm. Rẻ là rẻ với người, đối với Thùy Dương làm ở một cái quốc gia có thu nhập cao, đi qua bên một cái quốc gia có cái thu nhập hơi thấp một tí và hàng hóa ở bên đó nó rẻ thì sướng với Thùy Dương thôi. Ví dụ như ngày hôm nay Thùy Dương ở Na Uy, người ta bán một cái ký mít là nó khoảng là 250 corona đi. Thì bây giờ 250 corona là muốn ăn một ký mít Thùy Dương phải trả hơn một tiếng làm việc tại Na Uy. Mà bây giờ Thùy Dương mang 250 corona đó mà đi về Việt Nam thì Thùy Dương ăn được chắc 20-30 ký mít luôn. Thì có phải là sướng với Thùy Dương không? Anh chị thấy không?
nó sướng với Thùy Dương tại vì Thùy Dương mang cái tiền Na Uy đi về Việt Nam và Thùy Dương ăn được nhiều hơn. Tại vì quy đổi từ tiền Việt, từ tiền Na Uy qua Việt Nam đồng thì cái số tiền mà Thùy Dương nhận nhiều. Nhưng mà hỏi cái người Việt Nam á, họ có sướng không thì họ sẽ nói không sướng. Tại vì một tiếng của họ, họ làm có 20.000 thôi. Một ký mít ở Việt Nam vào những cái mùa giống như mít khan hiếm có thể lên tới 40-50 ngàn, thì có nghĩa là họ phải trả gấp đôi, gấp ba. Hoặc sầu riêng cũng vậy. Còn Thùy Dương mang về Việt Nam, Thùy Dương thay vì cái số tiền nó để bên Na Uy ăn được có một ký thôi, thì đem tiền đó về Việt Nam ăn nhiều hơn. Thì Thùy Dương chỉ có thể nói là nó sướng với Thùy Dương thôi. Nó sướng với, ví dụ Thùy Dương ở Mỹ, Thùy Dương đi về Việt Nam, thì nó sướng với người Mỹ, chứ nó không có sướng với người Việt Nam. Còn Thùy Dương ở Na Uy, Thùy Dương đi về Việt Nam, thì Thùy Dương chỉ có thể nói là nó sướng với Thùy Dương, tại vì Thùy Dương có thể ăn được nhiều với cái số tiền chi ra không nhiều, chứ không thể nói là ở Việt Nam sướng hơn. Có nhiều người là khi họ sướng thì họ nói rằng ôi anh chị ở Việt Nam anh chị sướng hơn, còn tụi tôi qua nước ngoài tụi tôi ăn tiền ăn đồ mắc lắm, về đây ăn mới sướng. Nhưng mà khi mà họ nói như vậy, họ quên họ đặt họ là cái người dân ở tại Việt Nam, người công nhân lao động ở tại Việt Nam, họ quên đi, họ không bao giờ đặt họ vô người dân lao động ở tại Việt Nam hết. Cho nên họ mở miệng ra họ nói ở Việt Nam sướng hơn. Sướng là bởi vì anh chị cầm tiền đô. Thùy Dương nói đi nói lại hoài, một đô anh chị đổi ra được tới 25.000 Việt Nam đồng. Mà có bao giờ anh chị về Việt Nam anh chị mang 100 đô, 200 đô đâu. Trong khi ở Việt Nam 200 đô người lao động có thể sống một tháng. Quý anh chị 200 đô quý vị sống một tháng nổi không? No, cái nhu cầu của anh chị phải là vài ngàn đô. Mà khi mỗi lần anh chị đi về Việt Nam, anh chị đâu có mang 1.000 đô, 2.000 đô, mang 5-7 ngàn đô. Thì khi quy ra Việt Nam đồng thì anh chị có rất là nhiều tiền Việt. Và anh chị ăn những cái mặt hàng so với ở nước ngoài anh chị ăn nó rẻ hơn. Nhưng mà quý vị lại quên một điều là cái chất lượng hàng hóa sản phẩm khi mình ăn tại Việt Nam không an toàn, không chất lượng, không có phẩm chất. Thì cái video mà của hai vợ chồng này làm đã nói rõ. Và Thùy Dương nói khi mà anh chị khi mà qua bên đây nước ngọt, Thùy Dương không có nói ý là anh chị nên uống nước ngọt nhiều không. Thùy Dương cổ không cổ suý để uống nước ngọt. Thùy Dương qua bên Na Uy anh chị, ngày xưa ở Việt Nam uống nước ngọt nhiều hơn khi qua Na Uy luôn. Nhưng mà khi qua bên đây mình nhận thức một điều, cho dù nước ngọt nó ngon hơn ở Việt Nam gấp nhiều lần, nhưng trong cái nước ngọt nó vẫn có những cái chất nó không có an toàn cho sức khỏe của mình. Mình kỹ mà thì không có uống nhiều. Nhưng ở Mỹ hay là ở Na Uy cũng vậy, thì cái chất lượng, cái phẩm chất của cái sản phẩm nó tốt và nó an toàn hơn. Như ở tại bên Na Uy, mình đi tìm những cái trái xoài của Việt Nam, mình đi tìm sầu riêng của Việt Nam, mình tìm mít của Việt Nam, mình tìm chôm chôm của Việt Nam, không có ra. Tại sao vậy? Tại vì sản phẩm trái cây của Việt Nam không đáp ứng được cái tiêu chuẩn an toàn. Cho nên là Na Uy nó khó khăn trong cái vấn đề nhập hàng hóa. Bây giờ mình không ăn được đồ của Việt Nam thì bắt buộc mình phải sao? Ai có cái cơ hội được về Việt Nam 1-3 lần thì họ sẽ nhịn ăn, họ không ăn. Họ ăn những cái trái khác đó và để dành tiền để họ về Việt Nam ăn. Thì ăn đó, nhưng mà họ biết một cái điều là ở Việt Nam trái cây không có an toàn. Nhưng mà họ có nhiều tiền để họ chọn. Họ chọn những cái trái cây, họ dặn, bác chú trồng trái cây không có xịt thuốc gì đó, để trái cây đó cho con. Về Việt Nam là phải lựa, nhờ người thân tìm những cái nguồn an toàn để mà ăn. Đó, thì họ có nhiều cái cơ hội hơn. Đó, thì Thùy Dương tập trung vô cái đề tài, Thùy Dương muốn nói rằng là ở trong nước mà đi nước ngoài du lịch là chịu không có nổi. Đi đâu cũng vậy. Cho dù anh chị ở trong nước anh chị có giàu cỡ nào, mà anh chị phải bỏ ra 26.000 Việt Nam đồng để lấy có 1 đô thôi. Mà ở Việt Nam, 1 tiếng đồng hồ làm người dân lao động thường bình thường làm gần 1 tiếng đồng hồ hơn mới có 26.000. Trong khi người Mỹ, họ làm 1 tiếng họ có được 20 đô. Cho nên khi mà người Việt ở trong nước mà đi du lịch trên nước ngoài, nếu mà những người mà có thu nhập trung bình khá, hơi khá khá đi du lịch chịu không nổi, mà đến Na Uy còn chết nữa. Đi đến Na Uy là khủng hoảng tinh thần luôn. Chắc chắn một điều như vậy. Đi đến Mỹ thì nó cũng mắc, nhưng nó mắc ở một cái giới hạn nào đó. Mà đem tiền Việt Nam đồng mà qua bên Na Uy, mặc dù một cờ rừng ne thì đổi ra nó chỉ có 2.600 Việt Nam đồng thôi, nhưng cái thuế về ăn uống dịch vụ ở bên đây nó đánh rất là cao, nó cao hơn bên Mỹ.
Cho nên là có nhiều người nói là ôi có tiền về Việt Nam sướng hơn, về Việt Nam sướng hơn là có, là sướng hơn với những người có tiền. Còn những người không có tiền rất là khổ. Còn ở trong nước anh chỉ có nhiều tiền, khi ra nước ngoài du lịch á, phải tính toán cho kỹ, chứ không tính toán kỹ chịu không nổi. Thì Dương nói rất là rõ rồi Khang. Tại vì một giờ làm việc ở bên đó kiếm được tiền khó hơn là so với ở nước ngoài, thì cái chi phí nó cao. Tuy nhiên cái cao đó người ta vẫn sống thoải mái ha, sống an toàn, sống đầy đủ, sống dư dả. Rồi thôi thì Dương dừng cái video này lại ở đây. Trong cái video này thì Dương chỉ muốn nói vấn đề là tuyết nè, cái cảm giác của người Việt Nam ở trong nước á, họ mong nhất là người miền Nam họ không thích tuyết, họ rất là thích tuyết. Đó là cái cảm giác của Thùy Dương. Cái thứ hai là cái chuyện mà bạn này khen cái nước ngọt Coca-Cola đó ở nước ngoài uống ngon hơn Việt Nam, cái đó là sự thật, sự thật đó, không phải giả đâu. Đó. Có nhiều người nói ôi Việt Nam rẻ hơn, thì cái hay, rẻ là không bao giờ ngon ha. Không có chuyện mà rẻ mà ngon mà bổ, là không có chuyện đó. Và cái sự khác nhau về cái giá trị của đồng tiền. Dạ. Rồi khuya rồi quý vị, thì Dương xin dừng cái video này lại ở đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.